Mà thấy mấy sắp ở ngoài không thấy có gì đâu em, phố cong như nít. Ủa, cái trường hay trường bóc nát thế rồi. Phải không? Ừ, thế này. Miếng lột tiền. Ui, sao chảy nước ác thế? Anh ném lên đây em đâm. Các em cứ vui tính quá, anh lại đâm đến hoang mang. Đội sớm đấy. Hey, có đội này cả đoạn này. Em phải chơi về cái bài này. Mặc con trai vào. Không, quay này không nhìn thấy, không nhìn thấy người đâu mà sợ. Em mà, em để sao cho thoải mái đầu em chưa? Rồi ok ok. Cái này hơi vào tay. Bỏ tay em bỏ ra. À, trên đây không thấy bóng, trên đây làm luôn nữa, phải bác số lên nữa. Bác số lên chứ. Một con dài đấy chú. Không cần đâu. Ôi nhưng mà mình chưa gì đã đội mũ rồi sao biết tổ ong chỗ nào á? À, anh bật chưa? Quay chưa? Rồi đang quay là nick luôn. Ok, let's go. Làm gì? Ừ, mẹ khói chẳng hay gì ong khoái rồi. Mày, riêng anh ngày thứ hai đéo có ai dám làm chủ nhật đâu. Hả? Đi, phải đi tìm hai đồ trước quá, chờ bác không đi. Đi nó bày loạn xong đi tổ kiến đấy và đi làm không biết đường tìm được á. Đâu? Xem thấy không? Một tổ trên á? Lấy lấy tổ trên trước đi. Lên được đi xuống khó mơ. Không hề dễ. Đi bông chít thì cắt ra thế trần. Chắc thế. Đây. Ừ, thế đi qua đây đấy. Vậy. Đấy. Đấy. Đâu? Kia đấy. Ở đây thấy rồi. Ui, đi ngứa đấy cháu ạ. Đi ngứa đấy. Đúng đi hai lỗ mà. Hai lỗ. Có thùng hà rít bên này đi mà. Thế. Chỗ nào không thấy có ong bầu nít mày. Đúng lắm. Ôi vãi thật mày ạ. Chưa vào đó đây, ngửi thấy mùi ní. Chảy đấy, còn bởi vì còn bên kia nữa. Không sơ đâu à. Ý, hôm nọ lấy tổ cái bắn ngon mày, chơi tao mày. Nổi da gà vậy. Ừ.
vào gì đấy. Đây, lẽ ra phải cầm ra nhỉ. Ui, ai bịt chắc thế. Chưa thấy gì, thấy ong bầu đen đen đây thôi. Có mà. Nó đi làm về trả gián đây. Đấm cho ăn thua đâu. Ôi cái quả đá này. Ôi, đi ngã. Ôi, sao vàng vàng không biết. Chắc có à, có. Có mà đấy. Có rào còn không? Có rào còn đâu. Bảo cầm cả rào còn lên đi. Buôn mang rồi, bay hết á. Ừ, 1, 2, 3, 4, 5 2 sáp bé, 5 sáp đỏ. Có khi nó đi sâu vào dòng kia. Lối trong kia nữa. Không biết cần mò qua bên đây không nhỉ? Hay mày mở bên đây ra xem. Không, đồ này hiền. Đau lắm đấy, ở lối đây cuốn hôm rồi đấy. Mày phải để khói đây chứ. Đây. Không sợ đâu, không biết thông đến bên đây không? Mở xem. Hình như dính rồi phải không? Tổ ong từ kia ra làm ra thôi. Đâu? À, lúc nãy mày thấy đấy phải không? Đứng này đấy làm ra thôi. Đâu? Đông phết nhỉ. Cũng dài đấy, từ đây ra đến đây. Đấy là chọc, đấy là có chọc. Rau nhỏ đó. Đồ. Úi, thế này thế á? Này làm ăn được gì không à? Được á? Ổn không? Mà thấy mấy sáp ở ngoài không thấy có gì rồi, phố cong đi nít. Ô, cái kiểu hay kiểu bóc nát thế rồi. Phải không? Ui, thế không. Miếng đầu tiên. Ui, sao chảy nước ác thế? Nó bốc đấy à? Ôi, rụng rồi. Ui, không liên quan nữa nhờ. Dây đâu mà có két đi. Dây trong này. Ê, lỗ hề bé. Cái này phải ông cái đó. Phải không? Ôi. Sáp to mà không ăn thua. Ăn đây nha.
biết là ngoài kia như thế nào đấy. Mềm quá, mùa này sáp à. Có mạnh đấy nhờ. Sáp non với lại mùa này nó sáp nó mềm. Ôi, xem cam hả? Việt chúng ấy rồi. Còn hoạt động không? Việt ra hòn đá rồi. Ôi, om đi có thấy gì đâu. Ui. Ê, tháo ra thôi. Nó không sáng nhé. Đây. Ui sáp mềm thế. Ôi trời Tiến ạ. Sáp mềm quá. Ê, này cần nên lấy không à? Ui. Ừ, cần mật đấy. Cần mật nhỉ. Sáp mềm. Cắt làm hai lần nữa. Chúng ta miếng này nó còn vướng thôi. Hả? Đến dưới này đó. Hai bà cháu đến dưới. Ố. Thế ạ. Đây là ong hay là mật đấy? Mật thôi. Rồi kiểu mày. Hai bà cháu đi bộ về đây thế. Đủ. Mềm quá. Ôi, cái này tháo cái cam ra, tháo cái gầu ra hả? Bởi vì nó vướng quá. Tắt đi. Tắt đi mà. Tắt đi á. Ủa vẫn còn quay đấy. Cầm đi, cầm quay nó đi. Bởi vì nó. Sao giờ nó lại chụp? Vẫn quay đây, đồng hồ vẫn tắt hết pin đấy. À không phải. Nó cứ nháy vậy. Chắc nó quay nó như thế à? Dùng rồi, nó nặng quá. Anh phải cắt làm hai bên thôi. Bên kia lấy giếng, bên này lấy giếng ấy. Cái gì trắng kìa. Đẹp nhỉ. Đấy, người bắt ong tính lường. Ôi, ôi, đá, ôi, 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 bình tĩnh. Ê, sáp mềm quá Tiến ạ. Sáp non. Anh chịu đây mẹ, mềm này cả. Ôi. Sáp mềm thế. Đây, có mật nhưng mà sáp mềm quá. Sáp mềm như cái gì cháu ạ? Ôi. Chịu rồi. Khỏi dùng dao. Có giáp cũng không là mất giáp của em ấy. Ô cái màu mật đồng kia biết thôi làm được một phát thôi nhỉ. Được đâu, anh cứ chẻ đôi ở dưới làm hai bên thôi. Nó lại ăn khỉa cái nhộng thì cho nó bớt hàng đấy. Mật này mềm không được một phát đâu. Nè cân chưa đấy, lên hết rồi được rồi. Nãy nó tắt màn hình không gọi là tắt được anh ạ. À, nó quay nhưng mà nó tự tắt được không? Nhưng mà anh ở dưới đấy cũng không quay được. Nó thì toàn chạm cái này thôi. Đúng rồi. Một bên mật, một bên nhộng. Đây. Một tiêu kéo thôi. Dùng đất đấy nhé. Ừ.
đường ở đâu đấy ạ? Hả? Đường á? Đấy, đang lên kia đấy. Đi trên cái nhà đi à? Ui giời. Nhà bên kia? Vậy, có sau bên mặt của bên phấn ở dưới này. Ừ. Đây, lạ. Được lạ bên kia. Mặt bên kia như còn... À. Mặt bên kia hết rồi. Mặt bên này có mỗi cái này thôi. Cái này có đứng dưới. Ừ. Dừng hẳn đây này. Đấy. Tầm này nhộng nhiều rồi. Ừ. Tôi không mở tổ dưới trước đi. Còn có hả? Đoàn dưới, mở đi. Đang có khói mạnh à? Ừ, khói đang mạnh, mở luôn đi. Trúng chúng nó bảo. Đi xuống chúng nó bảo à? Ê, bên này chưa bịt nhỉ? Ừ. Ý, mềm gấy, quá. Gấy bẻ ra luôn. Kiểu là mùa hè rồi. Ừ. Ừ. Ô gấy à. Đấy, gấy à. Nhiều. Một bên nhộng, một bên phấn. Sắp đầy đi. Chưa. Chưa mình để không gọn. Cái nhộng một nửa ấy. Nhộng một nửa á? Ừ. Kệ đó. Cá giá mệt tỉa. Xuống lấy khói ra cháu. Chắc còn miếng đây để lại á. Ừ, không bỏ lấy nhỉ. Ừ, để lại đã ở đâu. Gặp kiểu chủng loại mật này không biết được xử lý thế nào á. Có nhỉ. Ừ. Con cát này không phải. Cát này không biết kiểu cát. Nhặt mấy cái nhông kia ra. Tao để mỗi miếng cái này đúng không? Nhặt nhộng ra nó không ở đâu. Ừ. Tắt, tắt đi. Tắt đi xuống. Không biết là phải thấy cái nút. Đấy, trên đấy. Đúng rồi.